Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, đặc biệt là tuyến nối hai cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình và cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những gì còn sót lại tại hiện trường sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 11 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán vừa qua, trên đường nối hai cao tốc, đoạn đi qua thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe mô tô băng qua lối mở trên đường nối hai cao tốc do không quan sát đã va chạm vào xe ô tô. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hai người trên xe mô tô. Hiện nay, đường nối hai cao tốc được mở rộng với 4 làn xe, cùng 4 làn xe của hai đường bên và đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng. Trong tương lai, đây sẽ là đường cao tốc Hưng Yên-Thái Bình. Vì vậy, nhiều nút giao trước đây đã được giao chắn lại bằng giải phân cách cứng. Để đi lại thuận tiện, người dân một số địa phương vẫn cố tình đi ngược chiều hoặc đi vào những lối mở tạm của đơn vị thi công. Đáng chú ý, tại nút giao qua địa bàn xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, do tại đây chưa hoàn thiện hệ thống cầu vượt qua đường nên hàng ngày người dân vẫn liều mình băng qua đường như thế này. Cao điểm là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều khi phụ huynh đón học sinh. Nguyên làng Cao Đài và Cao Đông nhỏ bé thôi, có 3 người hy sinh vì tai nạn giao thông 28 Tết rồi. Tháng 6 tối đi làm về đường mà không có đèn. Thế rồi có những người ngã gãy chân gãy tay, nhiều khi các cháu ở nơi khác về tối không biết đường về. Cho nên dân làng đi qua đây rất là sợ. Mà cho các cháu đi học thì phải băng qua đường. Trước kia thì nó còn người ta chưa giàu nhiều thì nó còn có một cái lối rộng thì cũng còn đỡ. Các phương tiện đi nào đi rất nhanh, cái nguy cơ xảy ra tai nạn rất là cao. Theo người dân, các vụ tai nạn là do đường tốt, các xe đi tốc độ nhanh nên không xử lý kịp các tình huống bất ngờ xảy ra, dẫn đến hậu quả khó lường. Tại một số tuyến đường như tuyến đường DT376, DT379, sau đường rộng trên tuyến lại có nhiều đường ngang dân sinh nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Mới đây nhất, trên tuyến DT376 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 5 người chết. Để khắc phục tai nạn giao thông, cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện hoặc khắc phục tạm thời hệ thống cảnh báo, biển báo hạn chế tốc độ tại các vị trí giao cắt, lắp đặt đèn tín hiệu để phân luồng nhằm đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn gây hậu quả đáng tiếc cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.